Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin kinh tế Tâm Lộc Phát 24 giờ của truyền hình Tâm Lộc Phát TV. Chương trình hôm nay của chúng tôi có những nội dung đáng chú ý sau đây. Techfest Hải Phòng 2022 khẳng định đột phá trong đổi mới khoa học và công nghệ. Tâm Lộc Phát Group khai trương thời trang Talofa. Giữ nguyên giá iPhone 14, Apple vẫn khiến giá bán trung bình của iPhone tăng kỷ lục. Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 9 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng đã tổ chức thành công lễ khai mạc TechFest Hải Phòng năm 2022 với chủ đề Hải Phòng, thành phố đổi mới sáng tạo, điểm đến thành công. Tuần lễ đổi mới sáng tạo và ngày hội khởi nghiệp Hải Phòng lần thứ 6 sẽ được diễn ra từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 năm 2022. TechFest Hải Phòng 2022 đã thu hút được sự quan tâm và tham gia của hàng ngàn lượt khách trực tiếp và trực tuyến, 300 nhà trưng bày với các sản phẩm công nghệ được giới thiệu ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Tại sự kiện 67 gian hàng được tổ chức triển lãm trực tiếp, 155 doanh nghiệp đăng ký tham gia triển lãm trực tuyến. Khai trương khu trưng bày nông nghiệp công nghệ cao Israel, sự kiện kết nối kinh doanh cũng đã kết nối 8 sản phẩm với 120 doanh nghiệp trong và ngoài thành phố, 42 cuộc kết nối 1-1 được thiết lập. Ngoài ra, tại chuỗi sự kiện sẽ diễn ra chương trình chung kết cuộc thi ươm mầm khởi nghiệp 2022 với 6 dự án vào chung kết, tổ chức các cuộc hội thảo hoạt động có liên quan đến phát triển khoa học và công nghệ, khởi nghiệp tại các doanh nghiệp và các trường đại học. Việc tổ chức Techfest Hải Phòng 2022 là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực thúc đẩy việc đổi mới sáng tạo của thành phố, thực hiện mục tiêu trở thành trọng điểm phát triển khoa học công nghệ, thành phố đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa là động lực để phát triển của vùng bắc bộ và cả nước. Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 9 vừa qua, Tâm Lộc Phát Group đã tổ chức khai trương Công ty Cổ phần Thời trang Talofa Việt Nam với sự tham gia của hệ thống văn phòng chi nhánh Tâm Lộc Phát trên toàn quốc, văn phòng quốc tế Lào, đối tác, khách hàng cùng các nghệ sĩ ca sĩ được khán giả mến mộ. Phát biểu tại buổi lễ, CEO Nguyễn Lệ Khuyên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tâm Lộc Phát Group nhấn mạnh, Talofa Việt Nam là thành quả sau quá trình ban lãnh đạo tổng công ty làm việc nghiêm túc, phân tích thị trường, xu hướng và thói quen mua sắm của người tiêu dùng cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu ăn mặc đẹp và hợp thời trang đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Theo khảo sát, so với những mặt hàng thiết yếu khác thì việc mua sắm sản phẩm thời trang xếp thứ ba. Từ nhu cầu ấy, cùng với tiềm lực tài chính, nội lực quản trị doanh nghiệp và hệ thống hơn 40 văn phòng chi nhánh tâm lộc phát group, chính là lợi thế to lớn để thời trang Talofa Việt Nam phủ sóng toàn quốc. Hơn thế, với đội ngũ phòng công nghệ, phòng truyền thông, phòng marketing chuyên nghiệp, Talofa Việt Nam sẽ phát triển trên nền tảng online và offline, giúp khách hàng dễ dàng mua sắm. Nhân dịp này, Tâm Lộc Phát Group đã trao quyết định bổ nhiệm cho ba lãnh đạo công ty của phần Talofa Việt Nam với phương châm sự hài lòng của khách hàng là thành công của Talofa Việt Nam. Trong không khí vui mừng ấy, ban lãnh đạo Talofa Việt Nam cùng quý đối tác và các nghệ sĩ đã cùng các ban khai trường đánh dấu sự ra đời của thời trang Talofa Việt Nam. Tại sự kiện khai trương, quý đối tác và khách hàng đã được mãn nhãn qua phần biểu diễn thời trang được Talofa Việt Nam chuẩn bị công phu và chuyên nghiệp tại sự kiện khai trương talofa việt nam ban lãnh đạo tâm lộc phát group quý đối tác và nghệ sĩ quang tèo bình trọng xuân nghĩa đã ghi lại những chữ ký với chín màu sắc khác nhau lên chiếc áo sơ mi trắng do talofa thiết kế trong thời gian sớm nhất talofa việt nam và tâm lộc phát group sẽ tổ chức đấu giá với mục đích từ thiện nhằm sẻ chia yêu thương tới cộng đồng nhân dịp sự kiện khai trương, quỹ đối tác, khách hàng và các văn phòng chi nhánh đã dành tặng những lãng hoa, phần quà ý nghĩa và những lời chúc tốt đẹp nhất cho thời trang Talofa Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì các nhà phân tích cho rằng Apple đang trong một quá trình để chuyển đổi từ giá bán trung bình sang giá trị người dùng chọn đời. Một chiến lược tăng doanh thu hơn 1 tỷ người dùng iPhone của mình với một loạt những dịch vụ mở rộng khác. Theo Financial Times, Apple dự kiến sẽ phá vỡ kỷ lục về giá iPhone trung bình của công ty hai lần trong những tháng tới khi khách hàng chọn mua các mẫu Pro đắt tiền hơn, qua đó giúp tăng lợi nhuận của gã khổng lồ công nghệ nước Mỹ. Theo đánh giá, giá bán trung bình của iPhone là thước đo quan trọng về Apple đối với các chuyên gia tài chính phố Wall, vì doanh số bán điện thoại thông minh vẫn chiếm khoảng 50% doanh thu của gã khổng lồ này. Quỹ đạo tăng giá bán đối với iPhone trung bình trên toàn cầu chỉ từ 690 đô la Mỹ vào cuối năm 2015 lên 873 đô la Mỹ vào cuối năm 2021. Càng được quan tâm nhiều hơn khi Táo Khuyết đã chọn không tăng giá các thiết bị di động mới nhất được ra mắt vào đầu tháng này. Quyết định này được nhiều nhà phân tích coi là sự bất ngờ lớn nhất trong sự kiện ra mắt sản phẩm hàng năm của Apple. Hiện nay, các nhà phân tích tin rằng Apple đang trong một quá trình để chuyển đổi từ ASP sang giá trị người dùng trọn đời. Một chiến lược tăng doanh thu từ hơn một tỷ người dùng iPhone của mình với một loạt các dịch vụ mở rộng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế tâm lục phát 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.